Liệu hái cừ hay cánh hoa sẽ được đàn ông yêu hơn? Chúng ta đều sống trong những áp lực từ mọi phía của xã hội. Ở nhà, chịu áp lực kỳ vọng của bố mẹ. Ra ngoài, chịu áp lực đố kỵ từ bạn bè. Bên cạnh người yêu, chịu áp lực của việc làm họ hài lòng. Sinh ra trong mỗi người đều có nhu cầu nổi loạn, muốn bứt phá khỏi thực tại. Nhưng tội một điều là chúng ta đều sợ, hay nói đúng hơn là không biết bứt phá thế nào. Thế nên chúng ta không chỉ đàn ông đều thích thứ gì đó nổi loạn hư một tí, vì nó phản ánh đúng những gì nội tâm chúng ta chịu đựng đè nén. Vậy nên Hoa nghĩ là chị em chúng ta không phải đồ vật để người ta chỉ trỏ phán xét. Ai cũng có quyền được sống hạnh phúc vui vẻ. Quan trọng không phải hư hay ngoan, quan trọng nhất là chị em biết tự yêu thương, lấy chính mình, suy nghĩ tỉnh táo chính xác để đưa ra những quyết định chính xác. Nhớ nhé, luôn tin tưởng các chị em.